nỗi nhớ giữa những màn mưa. Yêu thương ngày xưa nay còn lại gì nữa, dĩ vãng đã quá xa rồi, hơi ấm vẫn không nhạt phai. I miss you, ngỡ như là đã bước qua ký ức đã nhòa, chỉ thoáng qua một giây phút, nụ cười dịu dàng nhất của em trong anh lòng chợt đau, trốn tránh nỗi nhớ lay quay trong tim cồn cao, kỷ niệm xưa vẫn tươi sâu trong tim. Ước muốn năm tháng quay về, em cũng sẽ như lúc xưa, ngồi bên anh trong cơn mưa. Nhấp nháp nỗi nhớ giữa những màn mưa, yêu thương ngày xưa nay còn lại gì nữa, dĩ vãng đã quá xa rồi, hơi ấm vẫn không nhạt phai. Today I miss you, ngỡ như là đã bước qua ký ức đã nhòa, chỉ thoáng qua một giây phút, nụ cười dịu dàng nhất của em trong anh lòng chợt đau, chôn tránh nốt nhớ lấy anh trong tim con cao, kỷ niệm xưa vẫn cười sâu trong tim ngọt ngào. Muốn năm tháng quay về, em cũng sẽ như lúc xưa. Nhấp nháp nỗi nhớ giữa những màn mưa, yêu thương ngày xưa nay còn lại gì nữa, dĩ vãng đã quá xa rồi, hơi ấm vẫn không nhạt phai. Cực kỳ chấn động, một nhóm các bác sĩ tại Pháp đã công bố họ gần thành công trong việc nghiên cứu phương pháp điều trị mới cho bệnh nhân ung thư. Nghiên cứu của nhóm bác sĩ này có liên quan đến một cô gái Việt Nam, người đã may mắn chiến thắng căn bệnh này.
chiến tranh nuốt nhớ lại quanh trong tim con cam, kỷ niệm xưa vẫn tươi sâu trong tim ngọt ngào. Ước muốn năm tháng quay về em cũng sẽ như lúc xưa. Thảo đã sang Pháp cộng tác với các bác sĩ ở đây, nghiên cứu và thí nghiệm các phương pháp điều trị mới cho bệnh nhân ung thư. Thảo cho biết cô rất nóng lòng chờ đợi nghiên cứu này thành công để có thể sớm trở về Việt Nam bên cạnh người thân của mình. Đây sẽ là một hy vọng mới. Mà sao thời gian cứ trôi, mưa mê man vẫn rơi, trôn ở nhớ người quá tuyệt tai. Trong cơn mưa mỗi đêm, luôn hiện ra những tháng ấm êm.